Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lâm Đồng dần phản đối xây hồ thủy lợi Ta Hoét Theo thông tin từ BBC ngày 30 tháng 7 cho biết nhiều người dân thuộc sắc tộc Cờ Ho ở tỉnh Lâm Đồng đang phản đối chính quyền xây dựng dự án hồ thủy lợi Ta Hoét tỉnh Lâm Đồng Hình ảnh BBC đưa tin Theo đó BBC dẫn nguồn thông tin từ người dân nơi đây nói rằng vào ngày 18 tháng 4 vừa qua, người dân đã gửi đơn kiến nghị hủy bỏ dự án hồ thủy lợi Ta Hoét đến Thủ tướng Phạm Minh Chính. BBC cho biết vấn đề này đã âm ỉ từ lâu nay, nhưng việc giải quyết nó bị một số người dân cho là chưa thỏa đáng. Một người dân ở thôn Karen nói về vụ tranh chấp đất đai với BBC trong điều kiện ẩn danh rằng Người dân muốn được bồi thường, định canh một cách xứng đáng như họ đang canh tác. Đa số bà con chủ yếu làm nông nghiệp, mưu sinh nhờ đất đai như trồng lúa, rau quả, hoa màu nên có người không muốn bán đất để làm hồ ta hoát. Theo tôi thấy thì chưa tới 10% người dân trong tổng số gần 400 hộ dân đồng thuận để chính quyền lấy đất. Chính quyền địa phương nói làm hồ ta hoát có lợi cho người dân để tưới nước, đây là lý do không phù hợp nhưng đó là lý do của họ. Những người dân ở Liêm Nghĩa Đức Trọng đâu có thiếu nước. Chính quyền ở đó thì cũng bị lấy đất để làm hồ Dân ở đó thì không phản đối quyết liệt như ở làng Khờ Rèn nên kết cục là họ bị mất đất. Cũng theo người này thì mâu thuẫn này đã có từ tận năm 2010. Nhưng khi đó trưởng thôn làng Khờ Rèn thì rất gắt gao về đất đai. Công ty Hàn Quốc này vào năm 2010 đã mua lại hai ba ngọn núi nhưng chỉ mới ủi nói là để làm sân golf. Từ năm 2010 đến năm 2017, 18 ông trưởng thôn mới lên thì tôi không rõ giữa ông ấy và chính quyền có gì với nhau hay không nhưng ông trưởng thôn đã gợi ý dân bán đất đi nhưng người dân không chịu và chỉ có ông trưởng thôn đó bán đất cho chính quyền thôi BBC dẫn lời luật sư Trần Đình Dũng, người bảo vệ quyền lợi cho người dân trong vụ tranh chấp đất đai cho biết, dự án hồ chứa nước Ta Hoét thu hồi 27 hecta ruộng lúa nước và gần 200 hecta đất rau màu. Phần thu hồi chính là thung lũng bằng phẳng mà người Khờ Ho ở làng Khờ Rèn mưu sinh bằng trồng trọt lúa và rau màu. Làng Khờ Rèn có lịch sử hình thành khoảng 500 năm, đất này nhiều thế hệ người Khờ Ho mưu sinh. Hình ảnh BBC thống kê mốc thời gian tranh chấp tại nơi đây. Hiện tại, đơn từ của người dân nơi đây khiếu nại có nội dung yêu cầu địa phương bố trí đất tương tự để tái định canh nhưng chưa được giải quyết đổi đất tái định canh là một chính sách pháp luật chính phủ việt nam thực hiện nhằm bảo đảm cuộc sống cho người dân ở các vùng nông thôn trong đó ưu tiên đối với các sắc tộc ít người để họ tồn tại và phát triển ông cho biết trong khi đó bbc dẫn nguồn truyền thông nhà nước việt nam đưa tin người dân tộc tại thôn bị các thế lực phản động kích động và cho biết dự án sẽ cung cấp nước tưới cho đất nông nghiệp và nước sinh hoạt theo báo lâm đồng một tờ báo thuộc kiểm soát của chính quyền nơi đây thì nói lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo đặc biệt là sự nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số các thế lực phản động tranh thủ triệt để thực hiện âm mưu chống phá đảng và chính quyền nhà nước việt nam là điều không còn xa lạ bbc cho biết thêm đây không phải là lần đầu tiên có tranh chấp đất đai ở việt nam trên thực tế ở việt nam một quốc gia có phần đông dân số sống bằng nghề nông và vấn đề sở hữu đất đai không được quy định rõ ràng nhiều năm qua đã xảy ra xung đột xung quanh chủ đề đất đai việc phân bổ đất đai mang tính hành chính và đất thuộc quyền định đoạt của nhà nước khái niệm sở hữu toàn dân bị chỉ trích là mơ hồ nhưng giá trị đất là do thị trường đánh giá với quỹ đất là tài sản có giới hạn Khiến các vấn đề nảy sinh gần như luôn đi vào bế tắc tính từ vụ biểu tình lớn vì đất đai tại Thái Bình vào năm 1997, bạo loạn Tây Nguyên vào năm 2004, cưỡng chế đất đai tại Văn Giang, Hưng Yên vào năm 2012, tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào năm 2017, chính quyền thường xác định chủ trương chính sách luôn đúng nhưng việc thực hiện ở cấp địa phương có điều bất cập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Lâm Đồng dân phản đối xây hồ thủy lợi ta hoét Nạn nhân buôn người ở Việt Nam Ngày 28 tháng 7 trên trang diễn đàn thế kỷ có bài Việt Nam và nạn buôn người của tác giả Nguyễn Hải Di. Theo tác giả, ngày 30 tháng 7 là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Nhân dịp này, hãy nhìn lại câu chuyện của một số nạn nhân buôn người từ Việt Nam. Vào tháng 1 năm 2023, tác giả đã có một bài viết đăng trên BBC Tiếng Việt về hai nạn nhân là Hernit Nie sinh năm 1998 và Ioi Nie sinh năm 2007, người AD đến từ Đắk Lắk bị lừa bán sang Campuchia. Theo đó, cả hai nạn nhân này đều bị một người cùng làng lừa sang Campuchia với lời dụ dỗ công việc nhàn lương cao. Hình ảnh bài trên trang diễn đàn thế kỷ. Tại Campuchia, Hernit Nye và Ioi bị ép làm việc cho một công ty lừa đảo của Trung Quốc. Mỗi ngày họ phải liên tục gọi điện cho hàng trăm người. Nếu không sẽ bị trừ lương hoặc phải làm thêm giờ. Nếu muốn bỏ đi thì phải trả tiền chuộc ít nhất là 1.500 USD. Báo công an Đắk Lắk nhưng chẳng làm được gì. Hernit Nye và Ioi phải nhờ gia đình bán nhà bán đất để chuộc về. Khi về đến cửa khẩu Mộc Bài, cả hai đều phải nộp phạt 6 triệu đồng để về lại Việt Nam vì qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh nhập cảnh theo quy định của pháp luật. Cũng vào tháng 1 năm 2023, tác giả có bài viết đăng trên tờ Diễn đàn Thế Kỷ về nạn nhân Hồ Eban, sinh năm 2000, cũng bị lừa và bắt cóc sang Campuchia làm việc cho một công ty lừa đảo. Vì không kiếm được số người trên mạng theo yêu cầu của công ty lừa đảo, nên ngày nào Hồ Eban cũng bị phạt hết đất vài trăm cái bị hâm dọa đánh chích điện bị chửi thậm tệ bị dọa bán đi làm gái không thể kiếm 5.000 USD để trả tiền chuột báo cho công an Việt Nam thì chẳng được gì cuối cùng hơi út Eban liên lạc với nhân viên của CAMSA thuộc BBSOS để được công an Campuchia giải cứu cùng 24 người Việt khác nhưng về đến cửa khẩu Sa Mát vẫn bị giữ đến 9 giờ tối vì không có tiền trả tiền phạt Bên cạnh những trường hợp bị lừa sang biên giới là một hình thức buôn người chính thống, tức là thông qua các chương trình xuất khẩu lao động, tác giả cho hay. Hình ảnh phúc trình về nạn buôn người của Việt Nam vào tháng 6 năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tác giả dẫn trường hợp của chị Nguyễn Thị Luyến, sinh năm 1985, năm 2007, chị sang Jordan làm việc cho một công ty may mặc của chủ người Trung Quốc. Theo chương trình xuất khẩu lao động, chị và các lao động nữ khác phải làm quần quật mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 8-9 giờ tối, nhưng được trả lương thấp hơn hẳn so với mức lương căn bản đã được hứa. Ngôn ngữ không biết, công ty môi giới không làm gì, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội không giúp. Sứ quán Việt Nam ở Jordan không có, họ đành phải đình công, đòi lại quyền lợi vào tháng 2 năm 2008. Khi Việt Nam đưa các nữ lao động hồi hương do áp lực của quốc tế, chị Nguyễn Thị Luyến mất toàn bộ 40 triệu đồng tiền cọc, cũng như những người khác khi trở về từ Jordan. Tác giả kể tiếp về trường hợp của chị Hợp Petnier, sinh năm 1993, vào năm 2018 sang Ả Rập Xê Út làm việc qua công ty môi giới. Công việc của chị là làm ô cho một gia đình 8 người nhà 3 tầng. Vì không hiểu tiếng nên chị thường xuyên bị chửi mắng, đánh đập, ngược đãi. Chị còn bị chủ giữ giấy tờ, lẫn điện thoại gọi cho công ty môi giới không được mà liên lạc với người nhà cũng không xong. Một trường hợp khác cũng được tác giả đề cập là chị Hờ Thái Ayun sang Ả Rập Xê Út làm giúp việc vào năm 2018. Trong thời gian đại dịch Covid, chị và rất nhiều nữ lao động khác bị kẹt lại vì không có chuyến bay về Việt Nam. Họ đã đăng video cầu cứu vào tháng 4 năm 2021. Chị cũng đã thu thập thông tin gửi cho CAMSA về các nữ lao động bị hành hạ bóc lột cưỡng hiếp. Hình ảnh bài báo viết về trường hợp của chị Hờ Thái Ayun. Chị Hờ Thái Ayun cho biết nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam đã tới đe dọa nói họ vi phạm pháp luật nước sở tại, làm video đăng lên mạng xã hội và bây giờ sẽ giao cho nước sở tại xử. Đồng thời, sứ quán cũng cho người trà trộn vào trung tâm bảo trợ SAKAN nơi những người lao động này tá túc để đe dọa, sách nhiễu, thậm chí dọa đánh chết. Biết mình không an toàn nếu hồi hương, chị Hờ Thái Ayun sang tị nạn ở Thái Lan. Vẫn theo tác giả trở về Việt Nam từ Jordan, chị Nguyễn Thị Luyến liên tục bị công an tra hỏi ai liên lạc với IOM, tổ chức di trú quốc tế, ai xúi dục đình công, vân vân. Khi đại diện các nữ lao động kiện các công ty môi giới để đòi lại công lý chị cho biết cả hai lần trước khi ra tòa chị đều gặp nạn lần thứ hai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng bị gãy hết răng hàm trước bị chấn thương sọ não và phải từ bỏ vụ kiện vừa hoảng loạn và yếu sức sau tai nạn giao thông vừa bị siết nhà vì mất tiền cọc và không thể trả nợ vừa không có công lý vì phải từ bỏ vụ kiện vừa bị chồng bỏ vì anh ta không muốn liên lụy vừa bị hàng xóm cô lập vì mang tiếng phản động chị nguyễn thị luyến còn liên tục bị công an địa phương gọi lên gọi xuống để điều tra, vùi dập, đến không còn đất sống. Cuối cùng chị phải sang Thái Lan lánh nạn vào năm 2012 và được sang Canada vào năm 2022. Theo bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ tháng 6 vừa qua về nạn buôn người, Việt Nam năm nay được lên hạng 2 vì được xem là có tiến bộ so với năm ngoái. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn không thể đáp ứng các yêu cầu tối thiểu trong công cuộc bài trừ nạn buôn người và vẫn thuộc danh sách theo dõi tác giả cho biết thêm quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin nạn nhân mua người ở việt nam quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d